Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em. Quay trở lại với số phụ kiện bơm BCB của bên em trong video này. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay, bên em lên video giới thiệu cho các bác hai cái dòng bơm máy dành cho các loại súng BCB Condo Epic truyền thống nhé. Đấy, hai cái dòng bơm máy này thì hỗ trợ các bác bơm nhanh hơn, khỏe hơn. Đấy, các bác không tốn sức nhé. Đấy, các bác và anh em nào mà đang có nhu cầu tìm mua những cái mẫu bơm máy hàng cao cấp xịn sò, các bác có thể tham khảo qua hai cái con bơm máy này của bên em trong video này. Em sẽ giới thiệu và báo giá công khai cho các bác luôn. Thì bên cạnh đấy thì em sẽ test trực tiếp cái con bơm máy tự ngắt của bên em nhé. Đấy, để các bác và anh em nào đang kết con này, các bác có thể tham khảo. Đấy, thì ở trong video sau thì em sẽ test cho các bác con CNC nhé. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu hơn, sẽ đi vào giới thiệu luôn cho các bác. Giới thiệu qua trước cho các bác về máy nhé. Thì hôm nay em giới thiệu về cho các bác con CNC của con Hyundai. Đấy, về bơm CNC thì các bác biết rồi, dòng bơm CNC là một cái dòng bơm đấy, của một cái công ty cực kỳ là nổi tiếng rồi. Từ dòng bơm tay tới dòng bơm máy của cái công ty này thì cực kỳ là xịn sò đấy, trong cái lĩnh vực bơm hơi cho BCB. Đấy, ngoài ra các bác có thể bơm được bình thợ lặn, rất nhiều thứ nhé. Đấy, bơm CNC thì đây một con mẫu mới nhất của năm 2024. Đấy, mẫu này thì bên em hàng mới về nhé. Đấy, hàng cháy cũng được khoảng hơn một tháng rồi, hôm nay hàng bên em mới về. Đấy, em làm video trước giới thiệu cho các bác rồi, hôm nay em giới thiệu tiếp cho các bác về con CNC. Đấy, CNC thì các bác nhìn sơ qua máy này thì đa số là các bác nhận hàng này, các bác không phải đắp thêm thứ gì nhé. Đấy, nhà sản xuất họ lắp hết sẵn cho các bác rồi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc xoáy cho em cái ống thở dầu này, tránh cái nổ cái lốc máy ra được, xoáy cho em cái ống thổi dầu vào là các bác bơm thôi. Đấy, hầu như không phải lắp thứ gì nhé. Đây, máy hút nước này, rồi dây bơm, đầu hồ, nhà sản xuất họ lắp hết cho các bác rồi. Đấy, đóng nguyên thùng gửi đi cho các bác nhé. Thì các bác nhận hàng bơm này, các bác bơm thử này. Máy CNC đầu bò nó sẽ là đầu bò lớn và có hai khoang nén nhé, hai khoang nén phụ hai bên. Đấy, con này thì nén hơi cho các bác cực kỳ là nhanh và khỏe luôn. Đấy, con này thì thương hiệu chục năm rồi, các bác dùng rồi, từng dùng rồi thì các bác biết cái con bơm CNC này nó rất chi là bền nhé. Đấy, loại này thì các bác bơm tầm 300 đến 350 cân thoải mái cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ chế độ chống nổ cho các bác nhé. Đây, em quay sang cho các bác xem cái chế độ chống nổ này. Đây là cái phần chống nổ các bác nhé, phần chống nổ của bơm CNC. Đấy, có phụ kiện đi kèm, nó sẽ có rất nhiều lá gió đồng đi kèm cho các bác, để khi các bác bơm hơi áp nó lên cao thì các bác có thể thay được ở cái bộ phận chống nổ này. Đấy, công tắc tắt mở này. Đấy, đồng hồ báo nhiệt độ này. Máy CNC thì van xả của nó sẽ màu đen ở phần dưới này các bác nhé. Bên trong cuốn đồng 100% cho các bác. Và loại này giá đang bán cho các bác với giá là 4.200.000 nhé. 4.200.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển từ tận nhà cho các bác và anh em. Đấy, về mẫu CNC. Còn về mẫu thứ hai, như đầu video em nói cho các bác là em test được các bác con Hyundai nhé. Thì em giới thiệu sơ qua cho các bác về con Hyundai. Về dòng bơm Hyundai này là một dòng bơm tự ngắt full automatic 100% cho các bác này. Vẫn có thêm chế độ chống nổ này. Đấy, đầu bò lớn, bít tông to, vào hơi rất chi là nhanh và khỏe cho các bác. Ở mẫu bơm này thì chế độ tự ngắt của nó ở phần đồng hồ này các bác nhé. Đấy, các bác có thể xoáy cài cân này. Đấy, cài cân ví dụ 200 cân thì máy nó chạy đến 200 cân nó sẽ tự ngắt cho các bác nhé. Rất chi là tiện đối với những các bác nào mà các bác hay quên hay đi làm những cái việc các bác không để ý máy nhé. Thì con CNC này thì công tắc tắt mở này, đồng hồ báo nhiệt độ đầy đủ hết cho các bác. Đấy, cũng có khoang lọc hơi, khoang lọc dầu cho các bác. Và giá con Hyundai này hiện tại đang bán cho các bác với giá 4.500.000 nhé, 4.500.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển tới tận nhà cho các bác. Đấy, máy Hyundai này thì là một cái dòng bơm cao cấp, thì bên em đầy đủ chế độ bảo hành cho là 12 tháng nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ test trực tế cho bác con Hyundai này. Đấy, vào một trong một cái chiếc bình, bình này của bên em là bình carbon. Đấy, 0.45, bình này của Bandac nhé. Đấy, các bác bơm an toàn tầm khoảng 300 đến 320 cân nhé. Van thì bên em sử dụng van cricket này. Thì hiện tại ở trong bình của em vừa test cho khách thì còn tầm khoảng 100 cân nhé. Bây giờ em sẽ test trực tiếp cho các bác ở con Hyundai này. Đấy, test lên tầm khoảng 200 cân xem nó được kèm nhé. Đây, đấy, khớp nối này. Rồi giờ em sẽ cắm vào. Đấy, cân thì bên em sẽ cài rôi ra một chút nhé. Đấy, và em sẽ bật máy lên này. Đấy, các bác cùng xem kết quả nhé.
Đấy các bác xem trực tiếp nhé. Máy thì đến cái số lượng cân các bác cài nó sẽ tự ngắt các bác nhé. Đấy, bây giờ em sẽ lấy. Thì tầm khoảng mới được hơn 1 phút thôi. Các bác xem thực tế nhé. Để bình từ 100 cân lên chỗ này là 220 cân nhé. Lên 120 cân. Đấy trong vòng chắc chỉ tầm khoảng 1 phút thôi. Hơn 1 phút một chút thôi. Đấy bơm rất chi là ok đúng không ạ? Tự ngắt rất chi là ok các bác. Đấy thì em tôi test thực tế cho các bác rồi. Các bác nào mà quan tâm thì con bơm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại của bên em để trên góc màn hình nhé. Bên em tư vấn hỗ trợ cho các bác. Thì video của em đến đây xin kết thúc và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em ạ.